Hello, xin chào anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn Xe nhá. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một cái trận đấu party cùng với cả người lạ. Và có lẽ là khá lâu rồi, rất là nhiều anh em đã yêu cầu mình làm cái series này. Nhưng mà dạo gần đây thì mình có quá nhiều những cái nội dung, cho nên là mình đã phải gọi là đẩy lùi cái tiến độ của những cái video clip party cùng với người lạ như thế này. Và đến ngày hôm nay thì mình mới party lại. Và hôm nay thì mình sẽ chơi cùng với những người chơi anh em có thể nhìn thấy ở trên góc bên trái màn hình. Thì tất cả những người chơi này toàn là những người chơi Việt Nam mà thôi. Mình đã cố gắng vào những trận đấu mà có nhiều người Việt Nam nhất để chơi rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với Military Bay nào. Cút ngay dưới em kịp. Vãi nồi ạ. Vừa mới nhảy xuống đã kêu là cút ngay xuống dưới còn kịp là như thế nào. Wow. Ok, vừa nhảy xuống đã có cái X8 rồi. Có tem bây giờ mới xuống kìa. Có tem bây giờ mới xuống hả? Ok. Ủa ôi, bắn căng. Bắn là căng. Wow, có Ska. Ui, phở le gắn. Ngon. Đừng có tem kia kìa, đi tem kia kìa là ở đâu? Đúng rồi, phải bảo hướng nào, đừng có tem kia kìa. Đây rồi. Đây rồi, Bi ơi đừng sợ, tớ đến rồi Bi ơi. Đây rồi. Đây chỉ là con boss thôi. Úi ông kia, tắt cái loa ngoài đi. Dã man thật. Hình như ông số 2 và ông số 3. Ông số 2 và ông số 3 cùng ngồi một chỗ hay sao ấy? Hai mic giống hệt nhau luôn. Phải không vậy? Rồi. I got supplies. Đó, tôi nhặt được flare gun này các bạn ơi. Thôi một ông tắt mic đi. Hai ông cùng bật mic khó vậy. Này, ở đây có AK này. Kiếp ông kia chửi gớm vậy. Đây, tôi nghe thấy có một thằng bên đây. Đây rồi. Đi chết đi. Ôi ông ơi, tắt mic đi. Tắt cái loa in game đi, cắm tai nghe vào đi. Gì vậy? Gì vậy? Được rồi, để mình mút mic của một ông đi. Mệt mỏi quá. Hai ông cùng mở loa ngoài anh em ạ. Dã man. Được vào phòng không? Ok, mình sẽ đi lên khu vực giàn giáo này để xem như thế nào. Cứ thế vợ lên đây là kiểu gì? Ông không vào phòng như đâu mà. Cái gì mà vợ chồng cái gì vậy? Hôm qua em có ra đâu. Không có đi làm. Vâng, những người chơi cùng với mình trong trận đấu này họ đang nói về một cái vấn đề gì đó mà mình đếch biết luôn anh em ạ. Về rồi, không. Thôi mặc kệ, tôi cứ gọi là đi thôi. Nút xem được cái gì không. Với mình thì cái bộ combo của mình bây giờ đang là khá ổn rồi. Huống hồ mình còn có cả flare gun nữa thì tí nữa bắn lên là full đồ anh em ạ. Full đồ đấy. Bây giờ ước muốn mà kiếm thêm được một cái flare gun nữa thì là tuyệt vời. Nào, hết cái này là mình đi luôn đấy. Ô, lại flare gun. Oh shit, bấy bè à. Trời ơi, lắm flare gun quá. Hai cái rồi. Ok. Thôi các bạn ơi, đi thôi. Ui, hai flare gun rồi còn loot làm cái gì. Tí nữa tôi bắn lên thì thả thoải mái mà loot đồ. Nào, đi. Tôi có hai flare gun nè. Người không. Đi thôi. Vâng. Hết người rồi, đi thôi, let go. Hết rồi, làm gì còn mà loot nữa. Đúng rồi, đi thôi. Let's go. Đi nào. Các ông có đi không? Nào đi thôi. Đi rồi. Đó, chat lên mà còn không đi nữa là thua đấy. Đập zoom cái đi. Đi không về chắc.
Mấy hôm nay mấy ông đang nói chuyện với nhau cái gì đấy anh em ạ? Kiểu mình như kiểu người vô hình ấy. Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau. Người biết không? Ngồi bên em nhưng sao nước mắt anh rơi. Anh đã khuyên không cho nước mắt cứ tuôn trào. Anh sẽ đợi em đi, sẽ khóc thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Tắm cái gì vậy ông ơi? Không có xe 4 này. Đi thôi, ông giả ông Nghĩa nào, ông Nghĩa nào. Tuấn bốn mắt đi đâu dậy? What the hell? Thề luôn mình ghét ông nào gọi mình là Tuấn bốn mắt VL. Nó có một cái sự xúc phạm gì đó ở trong cái câu nói đấy anh em hiểu không? Cực kỳ xúc phạm luôn. Xúc phạm nghệ sĩ VL. 2 tháng xin 750 yên. Là xin 8. 750 yên. Mấy ông này ở bên Trung Quốc à? Tháng trước em trả bảo anh. Tiếng yên đúng không? Yên ở bên Trung Quốc đúng không? Let's go. Hảo Su Thùng Xéo Bang Linh Chẻo. Đi. Mà luôn đi không lại quên. Đi thôi. Trên 750 yên. Cái gì mấy ông này đang mua cái gì 150 yên đấy? Công coi tôi là người vô hình à? Ức chế vờ lờ. Chẳng nhẽ bây giờ lại cho mấy ông mỗi ông một quả bom. Thôi bơi thuyền sang. Ui. Bạn ơi đi cầu đi, làm gì có thằng chặt cầu đâu. Nó cầm một cầu chết thì tí. Ui ôi, lại gặp huấn luyện viên đi, rồi. Đi ok ok, thôi đi thuyền cũng được. Các cậu chỉ cần vào bo thôi là tớ bắn phở le gan này. Yeah. Em có hai cái phở le gan anh ạ. Anh có đi không? Nào đi. Đi thôi. Ừ đi. Lên xe đi. Lên xe 4, lên xe 4. Không có. Lên xe 4 trước. Thì đi kiếm. Kiếm rồi, không có. Cái gì? Kiếm xe quay lại đó. Không có mấy bá ơi. Đi thôi. Kêu chấm xanh. Đâu, chấm xanh là chấm nào? Xuống xe lái cho, xuống xe lái. Không xuống đấy. Xuống xe lái cho. Điếu. Đừng đi đường. Chấm xanh đi. Thôi được rồi. Đâu chấm xanh đâu? Ui dồi ôi, ra tìm thuyền hả? Ui tôi mệt mỏi quá men. Sợ chết vậy. Thường thường mấy ông bắn sợ chết này là hay chết trước lắm đây này. Nào, ui dồi ôi, chấm xanh à? Sao không đi từ chấm đỏ? Nào, đi thôi. À. Nhiều anh em bảo tôi là phải gọi là chơi cùng người lạ là phải đi theo người lạ. Anh cứ đi một mình nó không hay. Đây, đi cùng người lạ là mãi cũng chỉ có 22 mạng vào mồm ấy. Mà tính mình bắn là phải kiếm người cơ. Ông cứ yên tâm, tôi lướt kia kìa, thuyền đầu kia kìa. Đây, tôi ship ông thẳng đến thuyền luôn. Đúng rồi, chuẩn chỗ chấm của ông đấy. Rồi, thuyền đây. Đó, ông lái đi. Ui, hai ông kia còn cách 500 mét nữa. Bao giờ mới tới? Uber lên thuyền đấy, bắn cho lủng đầu. Ở đâu còn lâu mới nói. Ông cứ quay cái thuyền của ông đi là mấy ông ấy bò đến là kịp. Đi lên bò. Ui mấy ông kia còn rơi mỡ luôn cả xe xuống nước ạ. À. Khổ vậy. Nào, lên. Nhanh lên các cậu ơi, vào trong bò tớ còn bắn thính nào. Nhanh. Nhảy đi. Ui rồi, lên rồi. Nào, lên nào. Ui rồi. Thế này thì bố nó cũng không lên được.
Rồi, ok, lên hết rồi. Vào. Đánh sang phải. Đi đâu vậy? What? Đây có đường lên đấy. Ở đây làm gì có đường lên? Ông điên à? Để bắn súng. Bò đến đít rồi. Ở đấy đào mã nó có đường lên. Trời đụ. Trời ơi. Chả hiểu sao đâm vào đấy nữa. Ô đi kìa. Đéo phải lối đây nè. Đúng rồi, làm gì có lối nào ở đấy. Trời ơi. Đi sang bên này nè. Ui giời ơi, gặp đúng ông huấn luyện viên thế này, chết dở rồi. Thua. Em xin giơ tay rút lui thôi. Do ai? Chắc ai bây giờ ở đây? Bố ai mà biết được. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không luộc được rau. Em hay cứ đi con đường mà em chọn. Không luộc được rau. Không luộc được rau. Thôi thế là xong rồi. Nhanh lên vào bo, tôi còn bắn hai cái flare gun. Mày để hai cái flare gun trong người. Bức xúc vờ lờ. Đã thế là còn không có máu nữa chứ. Trời ơi. Cuộc sống này. Cuộc sống này quá đau thương. Tôi thấy mình lạc lõng vãi nồi. Có không? Có không? Có xe không? Thôi xong rồi, không có xe rồi. À, có con buggy ở đây. Theo ma, theo ma. Ông số 2 với ông số 3 là bạn. Ờ, thế thì tôi sẽ chở ông số 4. Ờ, hợp lý, hợp lý. Đấy, chạy ra đây. Chạy ra đây và bắn thính nhá. Đi, 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 đi. Come on, baby. Số 4 lên xe. Lên đồi thính cho rơi nhanh. Lên đồi thính cho rơi nhanh á. Thôi, ông ơi, tôi chỉ cần vào bo để tôi bắn cái cục thính thôi. Ông làm ơn đi. Pearly. Đừng lên đồi nữa. Chỉ cần vào bo là bắn luôn. Không có đồi đùng gì cả. Mệt mỏi. Còn lâu mới có. Có con xe tôi lấy đi rồi. Đi nào, đi nào, đi nào. Kệ mợ. Kệ mợ mấy ông đấy. Chúng ta đi vào bo. Vào bo chúng ta bắn luôn. Không phải nói nhiều. Ê, ra tích xe rồi. Còn lâu mới tìm thấy nhá. Còn lâu con sâu. Bơm máu lên. Đúng rồi, ông số 4 này nghe vẻ hiểu ý tôi đấy. Được rồi, đầy máu rồi, chúng ta đi tiếp nào. Đấy, hợp lý. Giờ vào trong bo bắn flare gun. Thế là thơm. Thôi bắn luôn ở đây này. Chả cần phải đi đến điểm mình chấm làm cái gì cả. Đây, ông thích bắn trên đồi. Đây là cái đồi, ok. Đấy, theo đúng lời các bạn ấy là bắn trên đồi để thính nó rơi xuống cho nó nhanh. Đấy, ông lên đây mà ông bắn. Thính vừa rơi nhanh, vãi trưởng luôn. Bắn đâu luôn hai cái luôn anh em ạ. Bằng bắn hết. Đi, đi. Không chừa cái gì cả. Nào, mấy cậu con mò đến đây nhanh không nào. Nhanh không là hết phần đấy. Đấy, con nếu mà mấy ông kia mò đến thì có khi là mình nhường mấy ông ấy hình như có con xe ở đâu này à? Oh shit. Con xe ở lưng chừng đồi này nguy hiểm nha. Nhưng mà nếu mà có người thì trên đồi thích trên cao. Có người thì có lẽ là các bạn ấy đã đến và một chỉ lên giết mình rồi. Ui kệ đi. Cái đồi đằng sau này Pojinki nó đẩy đến thì nó mình bầu à bây giờ. Bầu sợ gì? Sợ chết vờ lờ. Pojinki nó cái đồng đi, cái đồng nó rộng vãi cả nồi ra, thằng nào đẩy đến tôi giết cho. Đi thấp thì cửa cam thế không được. Sao lại không cam được? Trời ơi, bốn thằng bốn con mắt to như tổ bố thằng ăn mày lại còn để cho nó chạy từ Pojinki nó chạy vào nữa. Quá là người dưng à. Ô, cục kính rơi rồi này. Trời ơi, ông này ông lút được cái gì ông để lại cho mình khẩu AUG. Không sao cả. Còn cục nữa, đó. Cục này nó sẽ cho mình một cái bộ giáp 3 này, ông kia chắc có giáp 3 rồi. Ông lút được cái gì đấy ông? Chả có đồ mẹ gì anh em ạ, nghèo quá. Giờ tôi cần máu và cần nước. Đây rồi, cục thính tiếp theo rơi rồi. Ra lút nào. Đấy, cái đồng Pojinki nó chống hoác ra.
Tôi thề với anh em, thằng nào dám ra đây mà gọi là chặn tôi là tôi bắn cho nát người. Ok, chúng ta sẽ bắn AUG kèm với cả MK14. Hợp lý VL luôn. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi lút thêm máu, thêm nước. Ok. Đi nào ông số 4 ơi. Số 4. Từ từ, chờ tôi tí, tôi vào trong nhà này tôi lút sơ qua xem có đồ hay không đã. Xong tôi quay lại tôi đón nhá. Mong rằng có máu, có nước anh em ạ. Hay da. Bắn thì gặp mấy ông sợ chết, xong lại còn hay chỉ đạo nữa, mệt mỏi lắm anh em ạ. Game thôi mà, chết thì chúng ta ra làm trận mới. Bắn cứ thoải mái đi. Thoải con gà mái đi, sợ gì. Ui dồi ôi, lắm đạn thế. Lắm đạn vãi trượng. Bây giờ tôi cần ngay lúc này là một cái... Ui dồi ôi. Cái gì đấy, cái gì đấy, Việt Nam đéo chơi cái gì đấy. What? Ông có tin là tôi lấy con bắc gì tôi cán ngang người không? Ông lại định động chạm gì đến Việt Nam ấy. À, mấy ông này cũng có flare gun. Thế nào? Bim bim. Ồ, mấy ông này cũng có hai cái flare gun lận. À, thế nào? Rồi, tôi phải đâm cho mấy ông này phát được. Đâm cho cái giờ chứ này. Lấy kia. Gì mà ông kia, ông cứ nói nhiều chứ nhở. Mà các ông nhà tôi làm gì? Ừ, thì tất nhiên là thính của tôi. Tính của bọn tôi thì bọn tôi phải nhặt chứ. Bây giờ các ông đã có hai cái phở legan rồi, các ông còn định nhặt luôn cả thính của bọn tôi à? Ừ. Ok, vào đây lút nào. Nhặt vứt ra ngoài, vứt cả luôn. Ờ, nhặt không vứt ra ngoài thì vứt vào trong à? Thính ở ngoài, em ở ngoài thính đi, tôi trong gì có MK đâu. Ờ. Thì người ta nhặt, người ta đổi ý, người ta lại thích vứt ra ngoài. Thế thôi mà cũng... Cái sao lại ở ngoài thính? Ờ. Hỏi khó vậy, bố ai trả lời được. Tôi nhặt lên, tôi phải chạy lên, tôi nhặt SKS. MK ở đâu? Ê, chửi thằng đồng đội ấy. Khổ lắm cơ. Để chấp nhận nhầm MK lại vứt ra mình nhặt. Ý, có mỗi cái nhặt nhầm thôi mà. Bạn ấy vẫn gọi đến nhặt là may rồi đấy. Đấy, đấy may là còn là đồng. Hai đứa ngồi cạnh nhau chơi đấy. Chứ mà mình mà nhỡ nhặt nhầm cho ông ấy thì chắc ông phải đáp bom mình cho đến chết mất. Dã man còn ngàn. Không. Có nhặt nhầm thôi. I got supplies. Mà cũng chửi người ta được. Có. Đây, ông thích Arcan supply, máu ông còn chưa đầy kìa. Im. Này, nước tăng lực này. Đấy, nhặt đi. Đấy. Để vào bo luôn đi. Ok. Thôi đi 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 đi. Đi thôi ông số 4. Chúng ta có xe, chúng ta đi gọi là scout trước nào. Scout cho hai người bạn của chúng ta trước nào. Lên 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 lên. Bốn thằng thì chả im. Thằng nào nó cũng đi lấp hết rồi. Giờ mình phải đi tìm chúng nó thì mới hết im chứ. Vừa muốn không gặp người, vừa muốn bắn nhau bùm bùm. Đến lúc không gặp ai thì lại kêu im thế nhỉ. Tâm lý ông này là tâm lý nó không ổn định anh em hiểu không? Đây người ta gọi là tâm lý nó hỗn loạn. Mình sẽ check thử xem ở đây có người không. Hello. Đông. Có người. Enemies ahead. Tiện check luôn trên này xem có. Enemies ahead. Ui có. Đông nha. Đúng là bốn người có khác. Đi đâu cũng thấy người. Sợ thật. Nào, để ý đấy, cẩn thận. Nên nhớ đây là squad đấy. Enemies ahead. Binh có người chứ bọn tôi binh cái gì? Kiếp. Gọi đồng đội là bọn này bọn kia. Dã man. Sao không sử dụng những từ ngữ thân thương? Xem mấy ông kia hay mấy bạn kia hay mấy cậu kia. Mấy bọn kia. Nghe nó dã man thật. Bác Hồ đã có câu người với người sống để yêu nhau. Bò đòn phát ở đầu bây giờ bò. Thế chẳng nghĩa lại không được bò nữa. Thì trận trước. À, có nghĩa là trận trước ông này ông đang bò, ông bị bắn phát đầu thì ông rút kinh nghiệm. Trận này không được bò. Enemies ahead. Cùng lắm là ngồi.
Thôi không cần enemy giờ hẹt, lên xe công luôn. Trời ơi, mạnh mẽ lên bạn ơi. Bắn với tớ là cứ mạnh mẽ thôi. Lên xe, lên xe, lên xe. Chúng ta công vào luôn. Xoắn gì. Quay, 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 quay lại. Ê, ê, ê. Đúng rồi, lên xe, lên xe, lên xe. Chúng ta công luôn, không phải xoắn. Một khi bé đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Vào luôn này. Dầm. Có người không? Lên, 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 lên. Ồ, không có người à? Chính người ra rồi. Ủa, đi trước bàn có thằng kia. Ồ, bây giờ mới biết là hơi muộn nha. Nào, làm một trái nết. Ồ, ở đâu vậy? Không có thu nhà chứ. Ồ, thế là có mỗi một thanh niên thôi. Ờ, công lên rồi. Định solo squad à? Thấy chưa? Ồ, nó chết đâu vậy? Chết đâu vậy bạn? Rồi 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 rồi, đồng đội đã bắt đầu nổ súng rồi. Ôi đi đi ra cứu 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 cứu, không là không kịp nữa bây giờ. Cứ tem luôn đó. Lên 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 đến cứu đồng đội nhanh nhanh nhanh. Mặc dù hai bạn ấy bắn hơi rén một tí nhưng thôi không sao cả. Đến cứu đi. Đây rồi, tôi nhìn thấy rồi. Ở dưới kìa các cậu ơi. Số 4 số 4 số 4 theo tôi. Tôi tới. Kìa rồi, kìa rồi, kìa rồi. Bướng này. Ui nó đông lắm. Mày mày thò đầu ra này. Thò thêm lần nữa xem có chết không nào. Nào bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Nào mấy ông có muốn đẩy lên không? Đẩy lên là tôi đẩy lên liền này. Mà tôi sợ đồng đội này, tôi mà đẩy lên mà tôi chết ngu một cái là mấy ông này đam nết tôi chết luôn đấy. U. Quăng bom tốt đấy nhở. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Lên đây, lên đây, lên. Xoắn gì? À, làm luôn ở đây, ơi, hợp lý. Ui, cái gì đây? Ui, 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 rồi ôi, nó lại là dễ anh em ạ. À. Cẩn thận, vẫn còn đấy. Ui, ôi, sấy tỏ thế, ui, ôi, ôi. Dã man. Ok, như vậy là hòm hòm là hết người rồi đấy. Ui, mình ăn được có mỗi một mạng anh em ạ. À. Vãi trưởng. Các bạn ấy bắn thật là ghê. Thôi mình ra mình lấy con xe. Lấy con xe trước để mình gọi là để mình lái các bạn ấy vào trong vòng bo chứ để ông kia lái chắc là chắc buồn lắm ấy. Rồi, tất nhiên rồi, chết thì ai chả buồn. Ông chết xem ông có buồn không? Buồn thấy mẹ luôn đấy chứ. Trận trước ông nằm ông bị ăn một phát mà ông nhớ đến tận trận này. Ông bắt đồng đội của ông không được nằm. Cũng đau lớp của ông. Nào, lấy con xe ship các bạn đến chiến trường ác liệt. Chứ để các bạn ở đây thì không biết bao giờ mới được bắn nhau. Nào, lên xe các bấy bề. Nào, lên xe nào. Lên xe, lên xe, lên xe. Ừ, cái gì? Người ta lái xe đến đón cũng ư. Ôi, thính này, thính này. Thính này, có nhà không? Mà thôi nhặt làm gì, lút tận 4 cái flare gun, nhặt thính làm gì nữa. Ui, vòng bo còn bé xíu luôn này. Đi vòng vòng kiếm người bắn chơi. Ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vào luôn, vào luôn. Ơ, sợ gì? Mình là người mạnh mẽ. Bắn đi, đúng rồi, bắn đi. Mày bắn đồng đội, á, ui, á. Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, tránh xa con xe ra. Ui giời, đã hai ông nằm xuống rồi. Nhanh nhẹn vậy. Rồi. Ui nó bắn nổ xe kìa ông ơi. Lùi 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 lùi. Thôi được rồi, 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 được rồi. Nào mấy ông cover tôi đi cái coi. Trời ơi. Cover, cover, cover. Thêm smoke ra, đáp có một quả sao đủ. Kìa, có một thằng, có một thằng, có một thằng. Hay quá, Kroken bắn tốt quá nhở. Gạt luôn, ăn mạng nào là xào mạng đấy luôn. Ui, 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 ui. Bắn căng vậy. Không thấy thằng nào trong khói nhỉ. À, tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Ơ,
bom xuống nhỉ. Tự nhiên lại thấy một cục đen xì nằm ở đây. Ôi anh em ạ. Thơm quá. Trên đầu, đây rồi. Trên đồi đã có tôi, các ông cứ yên tâm. Các ông cứ chắc cú. Cứu nhau đi. Đó. Không hít bò đâu. Được rồi, các ông cứu nhau đi để tôi lên trên đồi tôi xử lý bọn này. Khốn nạn thật. Dám bắn đồng đội của mình à? Nào, cứu nhau nhanh xong rồi cover cho tôi. Tôi lên đây tôi bập đầu chúng nó để cho chúng nó không xuống công các ông nào. Không còn. Tất nhiên. À! Ôi có thằng đẩy đến luôn này. Đẩy đến luôn này. Vâng, dễ quá. Chết mẹ không ai được. Ui, phải nổi ạ, clear được cái. Chết mẹ bọn này đi. Trời ơi, ghê vậy. Bét chửi bới. Đi thôi, cộp cái gì. Thôi kệ nó, đi. Đi thôi. Thôi. Let's go. Đi nào. Không có xe đâu. Đi cùng nhau lên. Đi. Trời ơi, công lút gì lút gớm vậy. Đi thôi. Bo đến rồi kìa, bo bắt đầu co rồi kìa. Đi. Nhặt được M24 cũng dịt mẹ. Thế là sao? Còn bo đau ấy. Ừ thì tất nhiên rồi, bo cuối thì nó phải đau chứ. Đi thôi. Thôi đi tạm đi. Đi tạm cái gì? Xe nổ hết rồi còn đi tạm cái gì nữa? Đi bộ thôi. Ui dồi ôi. Bo không xuống à? Thân đứa nào đứa ấy lo nhá. Thân ai người ấy lo. Chạy thôi. Ui dồi ôi. Nhanh nhanh, chỉ phải hết máu rồi. Hai ông kia vẫn đang ngồi lút đồ. Phải chưa? Nó còn mẹ nó. Ui dồi, lút chán, lút chê xong kêu lốc con mẹ nó rồi. Vui tính vậy. Rồi, vâng. Như vậy là một ông đã bị outside play zone. Xin chúc mừng. Rồi, bây giờ thì nó còn đứng ở trong nhà thờ bắn ra này thì sống sao? Rồi, hai ông nằm xuống rồi. Rồi, không biết ông số 4 có vào được bo hay không đây. Ui dồi ôi, nó bắn chết muốn luôn kìa. Đi rồi, đi mẹ. Sao lại đi rồi, dịt mẹ là như thế nào? Sao ông này dịt mẹ lắm thế? Bây giờ không biết ông số 4 có vào kịp hay không cơ. Ui dồi ôi, bơm máu tốt quá. Thế này có cơ hội ông này vào được bo đấy. Cố lên số 4, cố lên. Thế xong. Cố lên. Tôi nằm đom phát đầu. Đồng đội ông kia rất buồn cười. Cứ đồng đội nằm là ông chỉ cầu mong bòm cái vào đầu thôi. Ông này chắc trận vừa rồi chắc chuẩn bị top 1 bị bòm cái vào đầu hay sao ấy, ám ảnh nhỉ. Ông bị ám ảnh à? Cứ đồng đội nằm xuống đâu này ông chỉ cầu bòm cái vào đầu nhỉ. Ô. Lạ lùng. Người đâu mà dễ thương vậy? Để yên cho người ta bắn, lấy top 1 cái coin. Còn 10 thằng lận đây này. Mà cái bo lại còn bo đồng nữa chứ, bo lại còn không có một góc bẫy up nào để mà bo mà nằm cơ. Ok ông, cứ để nó ở đấy đi ông. Tôi phải xử lý mấy cái thằng ở nhà thờ vừa cái ăn mạng của đồng đội đã. Ui hay thế nhở. Hay quá bạn ơi. Đúng rồi, cứ bắn ở trên đấy để tôi xuống đây tôi phỉ mấy bọn này cái. Ui dồi ôi, bắn gớm vậy. Bắn ở đâu mà dã man thế. Nào. Ôi, outside play zone hết kìa. Ui, thế thì chơi bời gì. Ui dồi ôi, final kill hết rồi. Ui dồi ôi. Toàn outside play zone thôi. Chán đời vậy. Hơi buồn. Chúng ta gọi là buồn của con chuồn chuồn. Không sao cả. Càng bớt người thì càng vui. Ui, bắn ghê vậy. Army kìa. À, cứ bình tĩnh. Tớ đến đây. Mấy ông Nhật Bản này nguy hiểm lắm anh em ạ. Sợ lắm. Mình à, tôi nhìn thấy rồi nhá. Chạy vào cái cây thông đúng không? Chết. Tôi mà vớ được ông là tôi bắn cho nát người. Ôi chỉ còn 4 thằng nữa thôi. Cố lên ông số 4. Chỉ còn 4 người nữa thôi. Tôi tin là ông có thể làm được mà. Đi ra đây.
Ui, hai ông kia chết cái ao cả hai luôn. Vãi nồi, không tin tưởng đồng đội một tí nào luôn đâu các ông ạ. Vãi trưởng ạ. Chơi thì chỉ đạo các thứ, xong rồi chết sớm cái ao ngay. Còn có 4 thằng ao làm gì vậy mấy mé. Ủa, nó đáp bom kìa. Hay. Còn một thằng nữa thôi. Hay quá, đồng đội tôi bắn tốt quá. Nice sử. Đấy, người ta nói ít nhưng người ta làm nhiều. Này, tặng cho các bạn quả nết. Đó. Có nấp không? Tùm. Không thấy người chết. Ồ. Hấp dẫn nhà. Đây rồi, sớm up đây rồi. Bình tĩnh thôi ông ơi, đừng. Đừng lạch cạch nữa, nó nghe thấy nó sấy chết cả hai bây giờ. Nguy hiểm lắm. Đứng dậy cái, trách nhẹ cái nào. Woo. Đó, làm luôn. Mình nghĩ nó chỉ còn ở cái phía trước mặt này thôi. Vừa bắn nhau ở đây mà. Này, đáp nết. Đáp nết này. Sống hộ cái. Lết lủng quăng ra tứ lung tung rồi đấy. Ui dồi ôi, mày thế. Mất tí ti con kiến máu thôi. Không mất nhiều. Mình nghe cái tiếng tháo chốt bom gì nó ở tầm này thôi anh em ạ. Nó chỉ ở cái tầm này thôi. Được rồi. Liệu rằng có ở gốc cây không? Em đáp một quả monotốt cho các bạn. À. Cháy thấy mẹ chứ. Có tiếng rút chốt rồi. Như vậy là nó ở cái tầm này. Ok, để xem nào. Có nhìn thấy không? À, đây rồi. Ui dồi, sấy không. À, chỗ mình hơi thấp. Đứng dậy sấy luôn này. Ok. Và như vậy là mình đã đem đến cho anh em một trận đấu top 1 với nội dung đó chính là phối hợp hay là party cùng với cả người lạ và giành top 1. Ok, và mình đã giành top 1 rồi. Tuy gặp hai cái ông đồng đội số 2 và số 3 nó hơi 3 chấm một tí nhưng không sao cả. Chúng ta vẫn giành top 1 với ông Pro Ken. Và nếu anh em thấy thích cái video clip này, hãy đừng quên để lại cho mình một like và subscribe channel để mình có thêm động lực nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.